Marriott mà không phải là bất kỳ một cái thương hiệu nào khác trên thị trường. Thật ra thì chúng ta biết là Marriott International là một trong những cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Tại sao chúng tôi nói là thương hiệu hàng đầu trên thế giới ạ? Bởi vì hiện tại thì Marriott đang sở hữu 30 cái brand, tức là 30 cái thương hiệu trên thế giới. Và không đơn thuần chỉ là một cái công ty chuyên về quản lý, chuyên về franchise, chuyên về hỗ trợ các dịch vụ về nhà hàng, khách sạn, mà nó còn hoạt động trên rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và chính vì điều đó đã giúp cho Marriott trở thành một cái công ty, một cái chuỗi khách sạn hàng đầu trên thế giới với cái số lượng là khoảng 7.642 cái cơ sở lưu trú. Và đó là công ty lớn nhất trên thế giới về bù phòng với trên một triệu rưỡi cái phòng trên thế giới và khắp trên 131 đất nước và các châu lục khác nhau. Và các và ở đây thì chúng ta có thể thấy đây là đơn cử những cái thương hiệu mà họ đang sở hữu trên thế giới. Đó là lý do tại sao mà Masterize Home lại chọn Marriott thay vì bất kỳ một thương hiệu nào khác, bởi vì họ là number one. Và Masterize Home muốn là number one của Việt Nam và sẽ mang Việt Nam ra với thế giới với Grand Marina Sài Gòn. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Marriott thay vì bất kỳ một thương hiệu vô danh nào khác trên thế giới. Chúng tôi muốn là number one. Do đó các bạn phải tự tin rằng chúng ta đang bán cho một thương hiệu, một sản phẩm hàng đầu trên thế giới. Và ở đây thì với Marriott International thì họ chia ra làm nhiều dòng sản phẩm, và mỗi dòng sản phẩm như vậy họ lại chia nhiều cấp bậc khác nhau. Và với Marriott chúng ta có thể thấy vị trí của Marriott ở đây, tức là họ ở cái dòng medium của Classic thôi, chứ họ không phải là top. Nhưng mà cái top của Classic là gì ạ? Là JW Marriott. Đó là sự phân biệt khác nhau, sự khác nhau giữa các thương hiệu các bạn ha. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói về Marriott Hotel. Marriott Hotel tức là họ ở cái vị trí này trong cái bảng xếp hạng các thương hiệu của Marriott International. Và đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng của Marriott International, bởi vì họ có mặt từ rất là lâu đời. Và ngoài ra thì cái hệ thống của họ trên toàn thế giới gần như là trải rộng khắp. Chúng ta thấy nó đơn cử đi ha, ở châu Á của chúng ta thì họ có 88 cái bất động sản, tức là những cái nhà hàng, những cái khách sạn mà chủ yếu là những cái chuỗi khách sạn và resort. Và họ highlight tức là dạng, tức là họ đang trong quá trình xây dựng, tức là cái mức độ phát triển của cái dòng sản phẩm này ở khu vực châu Á là mạnh nhất trên thế giới so với những con số mà họ đang xây dựng ở Trung Đông chỉ có 25, hoặc là châu Mỹ Latin cũng chỉ có 11 mà thôi. Chứng tỏ rằng thị trường châu Á của chúng ta là một trong những thị trường đang phát triển rất là mạnh. Và đó là một trong những lý do mà Marriott họ cân nhắc và họ đầu tư và họ chấp nhận bán cái thương hiệu của họ cho Masterize Home để có Grand Marina Sài Gòn cho các bạn ngày hôm nay. Chúng ta phải biết rằng để mà quyết định hợp tác với một đối tác, chúng ta phải nghĩ gì ạ? Ví dụ như khi các bạn làm việc chẳng hạn, các bạn muốn làm việc chúng ta kiếm cái người ngang tầm của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta chẳng hạn đơn cử như chúng ta cái hãy anh chọn nhân viên đúng không? Thì mình chọn người nhân viên thế nào phù hợp với cái công việc của mình, thứ nhất. Thứ hai, phải có cái level, cái đẳng cấp. Đó là lý do tại sao Masterize chọn Marriott. Nhưng ngược lại, Marriott là dĩ nhiên họ có cái power hơn mình rất là nhiều. Họ được quyền chọn và không đơn giản tại sao họ lại chọn Masterize Home. Bởi vì Masterize Home có cái power đó. Và chúng tôi khẳng định trên thị trường, chúng tôi là một trong những người hàng đầu và chúng tôi sẵn sàng cung cấp những cái dịch vụ và ngang tầm với những cái gì mà Marriott họ yêu cầu với các đối tác trên thế giới. Và nói về mỗi cái thương hiệu, khi mà chúng ta nói về mỗi cái thương hiệu á, thì nó sẽ khác nhau cái gì? Đó là khi chúng ta đánh vào cái thị trường nào, đúng không ạ? Giống như cái bản hồi nãy chúng phúc lại cho các bạn xem, đúng không? Thì mỗi cái phân khúc thị trường, mỗi cái thương hiệu họ sẽ có những cái đặc tính riêng, họ nhắm vào những tầng lớp khách hàng riêng. Quay lại với Grand Marina Sài Gòn, tại sao chúng tôi phải phân biệt ra cái Marble ở Marriott lại khác là Marble của JW Marriott lại khác. Cái Marble tức là những cái viên gạch các bạn đi dưới đất á, cái viên gạch mà các bạn đi ở trong cái sảnh của mình á, nó sẽ có hai màu. Nếu các bạn tới cái nhà mẫu rồi, các bạn sẽ thấy.